Cún con của Hana và Bruno. Bé tí 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 đã bắt đầu chơi đồ chơi. Cầm đồ vào đây. Đấy. Tha đồ chơi vào. Vừa mới tiêm vaccine mũi 1 cho ba con xong. Hey. Đâu rồi? Đâu rồi? Mấy đứa đâu rồi? Ra ngoài này. Thằng cu con kia, ra đây. Rất là vui vẻ. Đấy, lăng xăng lăng xăng. Đây, thả cầm hết đồ chơi ra đây. Không cho chơi bên trong. Bắt phải ra đây. Đây, mẹ và con. Đây, ba con nhóc con ngày hôm nay. Ê. Mời mọi người ngắm kỹ. Được. Sao nó có bị mờ nhỉ? Đây là một em đực. Ok. Em được thứ hai. Dính cái gì? Dính cám ở trên đầu. Nghịch như cướp. Bế lên trên này thì nó làm màu đấy. Nghịch như cướp. Rồi. Đây, thằng đực đây. Cho hai thằng đực lên cùng màn ảnh. Đây. Cho hai thằng đực lên cùng màn ảnh. Rồi. Nhìn, hai đứa cùng nhìn vào kia nào. Hãy
trên nhau hai lạng. Ok. Đừng dễ chơi. Đây. Nào, con em ra đây. Ra đây. Cái là một mình đứng chỗ được kêu. Ra đây nào. Đây, ba đứa. Em ra kia chơi với chúng nó. Ra đây ngồi với chúng nó đi nào. Này. Phải rồi. Ra ngồi với chúng nó đi nào. Ngồi đây nào. Ăn có ngon không? Ăn có ngon không? Ăn có ngon không? Mùi quả thơm phức. Quách quách con sủa lại. Nào. Có mẹ nó ra nó mới bắt đầu nó mới thể hiện bản chất. Đi Hana đi vào trong đi. Đi vào đây. Nào, xem là con nào nó dám nhảy xuống nào. Nào, xuống đây. Mấy đứa xuống đây nè. Hana nằm xuống. Rồi. Kêu gọi đến thế là cùng rồi đấy. Nào, nhảy xuống đây nào. Xuống đây. Nhảy xuống. Nhảy mạnh. Nhảy xuống. Nhảy đi. Thế thì nhưng mà cái chiều cao này nó gấp rưỡi, gấp đôi con chó đấy. Gấp đôi chiều dài con chó. Cao quá không dám nhảy. Để cho chúng nó xuống, để cho chúng nó đi mẹ. Rồi, cho vào trong này chơi cho nó. Chỗ này chơi là sạch sẽ. Hana xích ra để quay con tí. Quay con tí rồi, tí rồi anh xóa. Tung tăng. Mẹ cứ bám chủ.
muốn quay con mẹ lại cứ nhào vào. Ừ. Nóng chưa? Vừa thấy có một đứa nào chạy vào trong uống nước. Là đứa nào? Có phải là cu được không? Ừ. Có phải không? Trời ơi. Nào, đau anh này. Này, 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 này. Bụp giờ này. Vịt rời. Vịt rời. Con vịt. Chỗ. Nhìn con vịt nhìn tại sao lại cứ nhầm thành con dai nhỉ? Cái đầu to quá. Này. À, để cho nghịch tí này, gặm răng này. Ghê chưa? Không. Cái này là không thể đùa được nhá. Nào, cắn đi. Cắn đi. Nào. Mỗi lần nó gặm tay ấy, là cố tình thò cái tay vào trong mồm nó. Ấn vào sát cái hàm trong cùng hoặc là ấn vào lưỡi để cho nó có độ khô lưỡi, là làm cho nó có cảm giác khó chịu thì nó sẽ không gặm nữa, dần dần nó sẽ không gặm nữa. Gặm không được mà lại chỉ có khó chịu thôi thì sẽ không gặm nữa. Đấy. Ai chơi cái trò đấy à? Ai chơi cái trò đấy à? À đấy, tự nhả ra, ấn vào lưỡi. Ok, cho mọi người xem ba con chó con này một chút. Tiếp hôm nay là có thể chọn hai con đực được rồi. Các anh em mà đã cọc mà có muốn bắt hai con đực thì liên hệ với lại GV. Còn nếu mà trong trường hợp sau một tuần mà không có các anh em cọc, mà không có anh em nào bắt được hai cái con đực này thì sẽ dành cho các bạn chưa cọc. Làm rơi cái gì đấy. Ok, xin chào tất cả mọi người nhé, và hẹn gặp lại các bạn ở video tiếp theo. Thank you and see you again.